Xin chào tất cả mọi người nha, đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có tên của một loại bia, đó chính là bia 333. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bia Tiger. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bia Hà Nội. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Vâng. Đầu tiên với bia là mình làm màu vàng. Bạn đi vào trên đấy đúng không? Trên cái mắt thôi. Mọi người đây, màu vàng của mình này, màu vàng của mình nhập mọi người ở đây phần đầu tiên của mình. Bây giờ mình sẽ xỏ thêm hạt màu vàng. Được. Phải làm cho xong rồi. Được, mai mai mình không có thằng mũi ôi á. Mùa này tờ ai cũng không có được. Thì tính 15.000 một giờ còn thích hơn là đi làm lấy thôi tháng thì em nghĩ là Thank you.
vai mông. Bao nhiêu? Tôi mở phần ra. Để chào tiếp tục câu hỏi cho các bạn. Mà các bạn còn ngoài sẵn mà. Giờ mình sẽ bộ hai đầu vòng của mình lại nha. Mọi người bây giờ mình sẽ bộ hai đầu vòng nha. Giờ mình sẽ bộ hai đầu vòng của mình lại nhé mọi người. Ai cái gì không? Vai, bắt đầu. Chúc mừng đội. Không chơi nè.